Xin chào cả nhà, xin chào quý anh chị đầu tư đã đến với kênh của Thí nhé. Hiện tại là Thí đang đứng ở xã Suối Tiên, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Bây giờ là Thí sẽ review cho cả nhà xem một cái lô đất tại vị trí này nha cả nhà. Cái lô đất này với tổng diện tích là 126,6 m² nha cả nhà, với chiều ngang là 5 m, là từ cái cột vào chỗ bên này đi qua bên này nha cả nhà. Đó, đi qua bên này. Đó. Bây giờ là Thí sẽ đi vô lô đất quay cho cả nhà cùng xem. Cái lô đất này dài ra tít đằng sau kia nha cả nhà. Dài hơn 25 mét. Cái lô đất hiện trạng là trên lô đất có trồng xoài nha cả nhà. Hiện trạng là bằng phẳng, vuông vức bằng phẳng. Đó cả nhà. Dài ra tới ngoài đó. Ở đây dân cư xung quanh thì hiện hữu đông đúc nha cả nhà. Lô đất này nằm ở vị trí rất là tiện ích nha cả nhà. Cách hương lộ 39 là khoảng 500 m. Cách chợ Suối Cát là khoảng chưa tới 1 km. Cách hương lộ, cách quốc lộ 1A là khoảng 1,5 km. Cách khu du lịch Suối Tiên là khoảng 3 km nha cả nhà. Lô đất này có 104,1 m² thổ nha cả nhà, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Sẽ ra phía trước mặt tiền lô đất quay cho cả nhà xem.
Cái con đường hiện trạng là con đường bê tông hơn 8 mét nha cả nhà. 8 mét sẽ là quy hoạch 15 mét. Đó. Đó, dân cư xung quanh đó cả nhà. Khu vực này là đường thông thoáng nha cả nhà. Đó. Trên lô đất có xoài đó, xoài đen ra trái. Đó. Lô đất này phù hợp để xây nhà, để ở hoặc là đầu tư. Chắc chắn là sẽ có lời ạ. Hiện tại chủ bán với giá là chỉ hơn 7 triệu một mét vuông thôi nha cả nhà. Nếu quý anh chị đầu tư nào mà quan tâm á, thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho Thúy với số điện thoại là 0356004325 nha cả nhà. Thúy xin cảm ơn cả nhà đã dành tí thời gian xem qua video của Thúy ạ. Nếu cả nhà thấy video này hay và thú vị thì hãy nhấn nút like, comment, share và đăng ký kênh ủng hộ Thúy nhé. Thúy chúc cho cả nhà luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Thúy xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bye bye.